Xin kính chào các quý vị khán giả. Tiếp theo YouTube khui thùng chiếc, hôm nay tôi sẽ xin giới thiệu bộ phối ghép. Đó là cặp loa DIN Confident 30. Đây là hàng new, tức là hàng này là hàng mới nhất của hãng hiện tại đến bây giờ. Và hôm nay tôi sẽ phối ghép với cả bộ đôi đến từ hãng Rothel. Và bộ đôi Prebao này là bộ đôi phân khúc đầu bảng của hãng và có mã thương hiệu là Michi Revolution. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem những sản phẩm này có những cái nét gì đặc trưng. Đầu tiên tôi muốn nói đến dòng loa DIN này. Thì khi dòng loa DIN này đưa vào dòng sản phẩm, nó là một dòng sản phẩm mới hoàn toàn so với những dòng sản phẩm trước đây của hãng DIN. Và tại triển lãm 2018 tại Berlin thì dòng loa này thì được rất là nhiều giải thưởng và được đánh các chuyên gia đánh giá rất là cao vì nó thay đổi hoàn toàn các công nghệ ở trong hệ thống của loa. Đầu tiên với chiều cao gần 1m4 thì dòng loa DIN này là dòng Confident 30, là dòng loa cây nhỏ nhất của hãng Confident. Và hiện tại Confident này thì đang đưa dòng này vào làm dòng tham chiếu của hãng ở trong tất cả các triển lãm high-end. Thì dòng loa DIN này thì nó có một cái nét đặc biệt, đó là đầu tiên người ta phải nói đến cái ứng dụng công nghệ DDC. Đó là công nghệ mà làm sao mà để triệt tiêu sóng đứng và tạo được điểm nhấn cho âm thanh tự nhiên nhất, đẹp nhất. Và hình dáng của cặp loa này thì các bạn nhìn đây, đây là chính là công nghệ DDC nằm ở giữa loa chép này. Và loa chép của dòng DIN này đó là dòng chép ESOTA 3. Đây là dòng chép nổi tiếng nhất của hãng DIN từ xưa đến nay. Và với những công nghệ tốt nhất thì nam châm dùng loa chép này thì nam châm dùng loại nam châm cái ground cực mạnh. Và là một cái thứ hai, người ta đã ứng dụng thêm một cái công nghệ HESIT, tức là chính trong cái đom lụa này là một cái khối vòm, tức là người ta đây là cái đường dẫn sóng của loa chép này. Và loa chép này thì là luôn chỉ ứng dụng cho tất cả các phân khúc đầu bảng của hãng. Trên tấm ba len này thì các bạn sẽ thấy có 4 loa, nhưng mà người ta đã bắt rời ra khỏi ngoài thùng loa, tức là để cho cái giảm rung chấn của cái cặp loa này khi có những giải trầm nó xuống. Và một điều rất hay, tức là loa DIN thì bao giờ loa chép cũng nằm ở giữa, xong đến loa chung, tức là người ta hay gọi là Vitran. Thì cái dòng Vitran này chính là cái sở hữu, thì nó được sử dụng một cái màng bát lên đến gần 15cm bằng polymer, silicate và magie. Thì tất cả những cái dòng này nó sẽ cho mình một cái sự cứng cáp của trong màng loa. Nhưng mà cái màng loa bây giờ hiện tại các hãng của hãng DIN này bây giờ người ta đã làm trầm trùm trong phía ngoài, tức là người ta làm vành cái nón loa này sâu hơn để tạo được cái độ lan tỏa âm thanh tốt hơn, nhưng mà người ta lại làm vành trùm trong phía ngoài để cho cái tiếng nó rộng hơn. Và ở ngoài này thì lại người ta ứng dụng thêm một cái vòng kim loại để người ta vừa là trang trí và che đi những con ốc để cho trông cho cái loa này nó sẽ có sự mềm mại hơn. Nhưng tôi cứ thắc mắc tại sao là lại một cái bát trên một cái bát dưới. Vâng, bình thường thì tất cả các loa thì người ta hay ứng dụng một cái bát trên hoặc bát dưới để người ta tiếp giáp cần với cả giải trầm ở phía dưới, tức là một giải sàn, tức là dưới đường sàn. Thì trong này thì dòng loa này lại ứng dụng một cái bát trên một cái bát dưới này. Thì cái đó là một công nghệ riêng của hãng để khi người ta kết hợp cái sự đồng pha, tức là làm cho âm thanh nó sẽ được lan tỏa khắp cả phòng và nó sẽ phủ kín phòng, nhưng mà người nghe cảm thấy rất là thoải mái. Vì riêng dòng loa DIN này thì nó có một cái điều rất đặc biệt là nó làm thùng thoát hơi ở phía dưới và được gia cường bằng những sợi tổng hợp để làm cho cái thùng này nó chắc hơn. Nhưng mà riêng loa DIN này thì bao giờ cũng trung thành với một cái lối làm cọc đơn, tức là làm cọc đơn, nhưng mà với trung thành đó thì người ta lại phải cố gắng để làm cái bộ phân tần rất là cao để tách từng giải tần ra một. Đó là một thế mạnh của dòng loa DIN để cho cái âm chung, tức là cái thế mạnh của loa DIN lúc nào cũng là chung chung trầm, là một thế mạnh rất là tự nhiên và đẹp. Nhưng mà một cái điều mà mọi người thì khi đi chơi loa hay để ý là những cái giải trầm nó xuống như thế nào và ra làm sao, nhưng mà riêng đối với loa DIN này thì cái giải chung chung trầm đó là một thế mạnh tuyệt đối của dòng loa này. Và dòng loa này thì được rất là nhiều audiophile trên toàn thế giới ngưỡng mộ và dùng đó. Còn bây giờ thì qua đều là sự phối ghép của loa, còn bây giờ thì tôi muốn quay lại bộ Prebao của Michi. Đầu tiên tôi thấy các bạn nhìn qua thì các bạn thấy đây là một bộ Prebao, nó rất là trông nó rất là đơn giản, nó chỉ là một hai cái khối hình vuông bằng thép màu nòng súng. Và bên con Pre này thì có hai núm hai bên, thì nhưng mà qua tìm hiểu thì tôi thấy đây là một cấu trúc của một phiên bản đầu bảng của hãng Rothel này thì rất tuyệt vời. Như các bạn nhìn qua đây thì sẽ thấy đây là các cánh tản nhiệt này. Đấy, bộ đôi này nó đều có hai cánh tản nhiệt hai bên này. Đấy. Và bộ đôi này thì nó có những công năng sử dụng như sau. Với con Pre này nó lên đến gần 30kg. Và nó được ứng dụng rất nhiều
kể cả phần DAC lên đến tới 32 bit 384 kHz, tức là những cái giải tần mà nó chơi được các định dạng giao diện là định dạng cao nhất của dòng DAC và dòng giả số. Vì dòng này thì nó đã tích hợp được rất nhiều cái về đường phono, ứng dụng bây giờ thì nhiều người ta thích chơi có đường phono thì người ta lại ứng dụng thêm một cái nữa là cả đường MM và đường MC, và cái quan trọng là cái tinh chỉnh của đường MC là các trở kháng ôm là gần nhất với cả hoặc là chính xác nhất đối với kim. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba tức là con Pre này thì nó có đầy đủ các công năng, tức là như các bạn nhìn thế này thì các bạn nghĩ là nó không có nhiều công năng, nhưng qua sử dụng các remote này các bạn mới thấy là các công năng sử dụng của nó rất là nhiều. Đấy, chỉnh chép, chỉnh bass. Rồi tất cả các định dạng chơi như là chơi Bluetooth hay là chơi nhạc số hay là chơi trực tiếp trên mạng này thì nó đều có thể can thiệp được vào cho các bạn chơi, và đó là một điều rất hay của trong những người chơi audio tự chủ. Người ta thích có cái điểm cắt tần, người ta thích có những tức là cái phân tích crossover riêng để người ta đánh vào những cặp loa mà theo chủ quan của người ta như ta cho theo đó là hay, thì tôi đã rất là ưng cái kiểu setup này của cái hãng Rome Michi này. Và hãng Michi này thì được sử dụng các cái công nghệ tức là vật liệu tốt nhất và được sản xuất tại Anh, tức là người ta gọi là in-home. Tức là cái này là một trong những bản đầu bảng, và hiện tại bây giờ trên thế giới thì người ta rất ứng dụng ghép Michi này với cả Buin Kim. Thì tôi có một clip sau tôi sẽ gửi tới các bạn. Còn bây giờ chúng ta quay lại cục công suất này. Đây gọi là quái thú, vì cục công suất này nó lên đến 60 kg. Tôi phải nhờ đến hai thanh niên khỏe của bên kỹ thuật Thiên Hà bê lên. Và trong này thì có ứng dụng được, tức là về sò thì là 32 sò chia làm hai vế và đánh ở định dạng đua mono. Và về phần biến áp nguồn thì nó lên đến tận 2200 VA, tức là cực lớn. Đấy, dòng siêu tuyến tính. Và còn tụ thì lên đến 188.000 microfarad. Thì tôi nghĩ là một cái công suất lớn như thế này và chỉ cho ra có 500W cho trở kháng 8 ohm và 800W cho trở kháng 4 ohm, thì tôi thấy đây là một quái thú. Gần như tất cả các đôi loa có thể khi vào đây được và đã được Michi này coi như là cùng trình diễn thì chắc chắn là sẽ phải khuất phục. Và dòng này thì nó có một cái bộ cọc loa đằng sau thì rất là đẹp của hãng đặt thửa riêng, và nó có hai cái cổng vào là cổng ba lăng và RCA nên mình có quyền lựa chọn. Và riêng dòng này thì tôi thấy có một điều rất đặc biệt trên tay tôi đây, chính là cái remote của dòng điều khiển của Bauer. Bình thường các bạn nghĩ cục Bauer thì nó không có công năng sử dụng gì nhiều đúng không ạ, nó chỉ là phần khuếch đại công suất, nhưng mà riêng dòng Michi lại là một điều rất khác biệt, đó là nó có thể sử dụng được con này. Và trên này thì các bạn có thể đưa vào cổng setup này, các bạn có thể là điều chỉnh các băng thông giải tần này theo dạng spectrum, tức là từng giải tần các bạn có thể chỉnh để cắt được. Đó, tức là nó cũng thay gần như thay một con equalizer, tức là mình có thể dùng dưới hoặc có thể dùng trên. Tức là con này có thể kết hợp con PD khác nhưng vẫn không ảnh hưởng tới cái chuyện chỉnh. Và nó có thể chỉnh thêm cả các cái đồng hồ như là VU. Đây là cái đờ cổng này là cổng network để khi mình chọn suộc để mình chỉnh. Đó, và khi mình chỉnh thì đây các bạn sẽ nhìn xem đây, thế là cái này nó lại còn trong hệ thống thông minh. Thế là tắt sau 20 giây nếu mà không có tín hiệu vào nó sẽ ngủ. Đó là một điều rất là hay của cái dòng này. Đấy, tức là các tắt thòng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ thì tùy theo các cái nhu cầu của mỗi người chơi người ta sẽ sử dụng thế nào. Và một điều đặc biệt của dòng Michi này đó là người châu Âu rất thích ghép vùng với cả dòng Boeing Kim cũng như dòng Din. Thì hôm nay tại Thiên Hà Audio chúng tôi sẽ ghép thử với cả dòng Din này để các bạn xem có một cảm nhận màu sắc âm thanh như thế nào. Còn lần sau thì tôi sẽ cố gắng ghép sang được nhiều định dạng khác để cho các bạn có cái sự trải nghiệm hơn. Còn bây giờ thì cũng không phải để các bạn để lâu, chúng ta cùng có một buổi test nhạc thì để cảm nhận được bộ đôi này thế nào. Xin mời. Anh đường anh
bằng lụa sao. Come away with me and
on a mountain top. Come away with me and I never stop loving you. Vâng, với những phối ghép như này, với những dòng kiệt tác của các dòng đầu bảng của các hãng thì tôi thấy chất lượng âm thanh ra thì không còn gì phải nói, chúng ta chỉ có việc thả hồn vào với những bản nhạc mình yêu thích. Còn âm thanh thì hãy để cho những sản phẩm này lên tiếng giúp cho các bạn được thỏa mãn được phong cách chơi audio. Với dòng Dean cũng như là dòng Michiro theo này, tôi thấy đó là những cái điều rất hay qua một sự phối ghép toàn phần hàng của đây là những chất lượng của đồ châu Âu, nên có một màu sắc âm thanh nghe nó rất là tự nhiên, nghe rất là thoải mái, mà mình đâu có còn cần phải đi tới những các đâu là giải trầm, đâu là giải trung, đâu là giải cao nữa đâu, mà người ta cái thỏa mãn với những điều mình đam mê và những đĩa mình thích. Các bạn thấy hay hãy vào Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc, và tôi sẽ cố gắng đưa được nhiều ưu tút hơn nữa đến cho các bạn có những cái buổi trải nghiệm thực tiện hơn nữa. Xin cảm ơn.